Trung Quốc, người sống đang làm người chết khó siêu thoát. Những người vô thần luôn nói, chết là hết. Nhưng những năm gần đây, thuyết vô thần đã bị lật tẩy, để lộ vô vàn kẽ hở. Nhiều người thức tỉnh, biết rằng con người là có linh hồn, chết rồi thì còn cả kiếp sau, nên tranh thủ kiếp này sống tốt một chút, sau này có qua đời thì sẽ nhẹ nhàng hơn. Thậm chí khi ai đó có người thân qua đời, người ở lại cũng tin rằng họ làm nhiều việc tốt trên thế gian cũng sẽ giúp người đã khuất mau siêu thoát hơn. Nhưng có những người lại không nghĩ như vậy, họ cứ níu kéo, muốn người quá cố ở cạnh mình bằng nhiều cách khác nhau. Trong video này, tại một nghĩa trang ở miền Đông Nam Trung Quốc, bên một người mộ mới, một người mẹ ôm mặt khóc, bờ vai rung lên bần bật. Người cha bên cạnh dáng vẻ tiều tụy là ông Vũ, rút điện thoại, đặt lên ngôi mộ và bật một clip, một giọng thanh niên nửa người nửa máy cất lên. Con hiểu cha ngày nào cũng đau khổ vì con, cảm thấy có lỗi và bất lực. Dù con không thể bên cha nữa, linh hồn con vẫn ở thế giới này, đồng hành với cha suốt đời. Đó có vẻ như là giọng nói của người con trai đã quá cố của ông Vũ. Nhưng hiển nhiên, một người đã chết thì làm sao đối thoại như vậy được. Nó chỉ là một phiên bản số của con trai ông, được tạo ra nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Chúng ta tạm gọi nó là người số. Ông Vũ trải lòng. Đây có lẽ là mất mát đau đớn nhất mà người làm cha mẹ phải trải qua. Làm thế nào có thể vượt lên nỗi đau này chứ? Tôi nghĩ rằng, nó là cái mà mọi người không thể vượt qua được. Không ít người Trung Quốc đồng cảm và chia sẻ nỗi lòng này của ông bà Vũ. Người ta cho rằng đó là lý do mà họ có nhu cầu sử dụng công nghệ AI để tạo ra hình ảnh sống động như thật của người đã khuất, thậm chí hành xử giống như người quá cố để họ có thể vượt qua nỗi đau sinh ly tử biệt. Họ muốn xây dựng một bản sao như thật, hành xử giống như người thân quá cố, nhưng lại sống trong thực tế ảo. Ông Vũ nói tiếp, khi công nghệ này thật sự phát triển lên, thì nỗi đau mất mát người thân yêu sẽ không tồn tại nữa, bởi vì con người sẽ trở thành bất tử. Một ngày nào đó, chúng tôi cũng sẽ tự biến mình thành người số và có thể tái hợp với con trai trong vũ trụ ảo. Đúng là trong đau khổ tận cùng ấy mà vất vát được chút kỷ niệm nào về con cái thì dường như cũng có phần được an ủi. Nếu lại được nghe tiếng con nói, nhìn thấy con cười và nói chuyện với mình, dù chỉ là qua màn hình cảm ứng, thì người ta có thể đi từ đau khổ tuyệt vọng đến ngạc nhiên, từ ngạc nhiên đến hạnh phúc, từ hạnh phúc trở nên hy vọng rằng với tiến bộ của công nghệ, con người sẽ thành bất tử, sẽ không còn nỗi đau chia ly hoặc sẽ có ngày tái hợp trong một vũ trụ ảo như ông Vũ tâm sự. Ông Zewit Trương, người sáng lập công ty Trung Quốc AI Superbrain cho biết, nói về khái niệm sự bất tử của kỹ thuật số, chúng tôi đang nỗ lực làm việc để sáng tạo ra những sinh mệnh bất tử xung quanh cuộc sống thực. Lý do chúng tôi sử dụng hình ảnh 3 chiều là để cung cấp cho khách hàng một người bạn kỹ thuật số, sao cho họ cảm thấy đó là một người thân thật sự của họ, có thể cùng họ mọi lúc trong cuộc sống này, khiến khách hàng cảm thấy luôn có ai đó bên cạnh khi họ cần. Về mặt lý thuyết, điều này có thể được xem là thế giới bên kia của kỹ thuật số. Như ông Vũ nói, một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ biến mình thành người số và chúng ta sẽ đoàn tụ cùng nhau trong một vũ trụ ảo. Công nghệ ngày nay đã phát triển đủ để hồi sinh một người, đó chỉ là vấn đề thời gian. Sự việc này suy cho cùng là khá nguy hiểm. Vì sao? Xét về mặt khoa học, Estee White, nhà nghiên cứu tương tác giữa người và robot tại Đại học Vienna Áo, đã chỉ ra rằng một trong những rủi ro là người dùng sẽ có thể sinh ra những kỳ vọng không thực tế về robot AI. Bà Weiss khẳng định, các bot trò chuyện không trao đổi với nhau như con người. Về lâu dài, dành quá nhiều thời gian cho mối quan hệ với một cái máy mà lại xem nó như một con người thì có thể giữ được tâm lý khỏe mạnh bình thường được sao? Đã vậy thì, đau dài không bằng đau ngắn, nên tỉnh táo mà sống tiếp. Còn xét về mặt tâm linh, một người hữu thần tin rằng thần đã tạo ra con người, tin vào luân hồi, nhân quả, linh hồn và thế giới bên kia, họ đương nhiên cũng sẽ tin vào việc linh hồn có được siêu thoát hay không. Người hữu thần tin rằng linh hồn nếu chưa có nhận thức rõ ràng về cái chết hoặc chưa chuẩn bị tinh thần cho cái chết, vẫn còn quyến luyến trần gian, thì linh hồn ấy khó được siêu thoát và có thể bị mắc kẹt ở một không gian không phải dương trần, cũng không phải âm giới, chịu khổ mà chẳng được tái sinh.
Việc quyến luyến trần gian có thể gặp ở những người chết trẻ, người bị hại chết oan, người chết bất đắc kỳ tử, người quá cầu chấp vào đời sống vật chất hoặc bị níu kéo bởi tình cảm với người sống và đời sống trần gian. Vậy mới nói, việc tạo ra người số chính là đang khiến cho người chết ngày càng khó siêu thoát.